anh chị mình đang theo dõi kênh YouTube của Hoa Lan Nhi Phong nha cô chú anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ đem đến cho cô chú anh chị mình một dòng bò vô cùng độc đáo của chú anh chị. Thường thì bên em đem đến cho cô chú anh chị mình là bò vàng, bò tím cũng như là bò lu hay bò hồng gì đó. Ngày hôm nay cô chú anh chị một điều đặc biệt là bò ba màu nha cô chú anh chị nha. Thường các dòng bò kia nó chỉ có một màu duy nhất thôi, dòng này thì nó tận ba màu luôn cô chú anh chị. Màu thứ nhất là màu cam ở cánh này cô chú anh chị ha. Màu thứ hai là màu trắng ở giữa khuôn hoa này cô chú anh chị. Và màu cuối cùng là màu hồng ở lưỡi của hoa bò này nha cô chú anh chị ha. Chú anh chị mình thường thấy á, là các dòng bò là nó không thơm hết cô chú anh chị ha. Nhưng đặc biệt, điều đặc biệt là nằm ở em bò này đây cô chú anh chị. Hoa rất là thơm cho mình luôn. Và điều đặc biệt nữa là những cái cây mà em sẽ đem đến cho cô chú anh chị mình ngày hôm nay là phù hợp cho cô chú anh chị mình chơi Tết 2022 năm nay luôn nha cô chú anh chị nha. Điều đặc biệt ở bò ba màu này cô chú anh chị, ở cánh nè, cánh là cánh xoắn cho mình nha cô chú anh chị nha. Và màu của cánh là màu cam đất cô chú anh chị. Khi mà về giữa hoa cô chú anh chị ha, nó sẽ có màu trắng. Và lưỡi bò thì vẫn giữ như là các loại bò khác thôi cô chú anh chị. Nhưng màu cái lưỡi bò này á cô chú anh chị có màu là màu tím hồng cho mình nha. Rất là đẹp luôn cô chú. Và em đứng đây cô chú anh chị, hương thơm lan tỏa tạo cho em cảm giác rất là dễ chịu cô chú anh chị ha. Và sau đây là hình ảnh cây bán. Và đây là hình ảnh chậu bán nha cô chú anh chị nha. Cây là cây đứng ngọn cô chú anh chị, cao hơn một gang tay của em nha cô chú anh chị nha. Và cây này mình thì tầm rằm tháng 10 mình kích hoa cô chú anh chị là nó sẽ đúng vào dịp Tết cho mình nha cô chú anh chị nha. Và đặc biệt là đây, giá thể là thuần bằng than cho mình rồi nha cô chú anh chị nha. Giá em bán cho mình là 65.000 một chậu. Mua 5 chậu trở lên em bao ship nhanh trên toàn quốc, tặng kèm cô chú anh chị mình một gói kích hoa luôn. Rồi, và ngay sau đây cô chú anh chị, bây giờ em sẽ đi rút những mặt hàng này về cho cô chú anh chị mình ha. Kẻo hết hàng cô chú anh chị ơi, tối còn về livestream cho cô chú anh chị mình nữa. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video clip lần sau nha cô chú anh chị nha.